Chào mọi người nha. Những cái bông hoa tulip được trồng sau khoảng 35 gần 40 ngày đấy. Đấy. Ở cái khung nhiệt độ thời tiết khá là mát, đấy, khá là lý tưởng. Đấy. Thì mọi người có thể thấy này, cái cây rất là bọng, rất là mập mạp, mọi người thấy. Cỡ ngón tay út luôn này. Đấy. Cây rất là cứng và cái bông khi nó nở ấy, từ khi nụ này đến khi nó nở lên, cái cổ bông nó không quá dài. Còn đấy, rất là vừa, rất là xinh, kể cả lá nhá. Rất là đẹp. Đấy, cái kiểu lá cũng như thân rất là mộc, rất là cứng này. Và kể cả cái màu vàng này, mọi người thấy màu vàng là một trong những cái màu khá là yếu so với những màu khác, nhưng mà điều kiện thời tiết tốt tốt thuận lợi một chút đấy, hoặc là mình tạo điều kiện thuận lợi cho nó là khá là đẹp và cứng luôn đấy, rất là cứng đấy. Và mọi người có thể thấy đấy, những bông nở này, cái kể cả cái này nở lâu hơn một chút nhưng cái cổ của nó cũng không quá dài. Còn thường ấy, ở điều kiện thời tiết mà quá nóng hoặc là mình cứ để ở ngoài trời quá là nhiều, nóng quá, thì cái thân nó cũng gầy hơn, không mập bằng, hoặc là rất là thấp, lùn tè. Như cái này thì khoảng 35 phân. Chiều cao khá là tốt. Đấy, còn bình thường như ở vùng cao như này là vùng thời tiết nóng, nhiệt độ cao ấy, là như này bắt đầu có thể nở này. Chỉ được khoảng một gang, có thậm chí là có những người trồng thì không được, không cứng bằng. Và cái cổ của nó từ khi nở ấp nụ đến khi nó nở vươn, cái cổ nó vươn thò ra rất là dài. Đấy, và cái màu sắc mọi người thấy không? Lên rất là đẹp. Đấy. Thời gian càng dài nó nuôi và lạnh. Thời tiết lạnh, thời gian dài, thành ra nó cây đẹp. Và cái bông màu sắc cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, cái cổ nó không có vươn nhỉ. Đẹp. Mập. Bằng mấy ngón tay cái này. Bằng ngón tay gần bằng ngón tay út ấy. Có nhìn cái màu này khá là đẹp này. Nó có vẻ khá là khỏe đấy. Còn bình thường mà cái cổ nó hay vươn nhiều. Vàng. Rất là cứng. Đổ lên tặng vùng được không phải. Đổ. Đổ lên vàng thì đẹp hơn. Này màu này khá là nổi. Cái này màu đơn có vẻ là đẹp hơn màu kẹp. Kẹp nhìn nó rối. Đấy, khá là đẹp. Mà đều bóng có vẻ đều ấy. Kẹp này thì nhìn phải đẹp hơn, kẹp kia, kẹp này đẹp hơn. Nhìn nó đỡ rồi hơn. Ngày phom nó đẹp, hoa đẹp. Nói chung là phải đủ thời gian, đủ thời gian và đủ cái độ chín của nó thì màu nó mới đẹp. Thôi đấy, tắt để chúc.